để trở nên cuốn hút và hấp dẫn hơn trong giao tiếp. Bạn có bao giờ chú ý đến những người có khả năng tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người trong một buổi gặp mặt? Họ toát ra một cái sức hút dễ dàng khiến họ không chỉ là được yêu mến mà còn là người mà bạn thực sự muốn kết nối. Trong khi đó thì nhiều người trong chúng ta thì lại đấu tranh với cái cảm giác lúng túng hoặc là không chắc chắn về những cái gì nên nói và suy nghĩ lại những cái cuộc đối thoại trong đầu, và một lúc sau thì lại kết thúc một cách gọi là không được thoải mái. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt của những cái người có sức hút như vậy? Trong thế giới ngày nay thì khả năng giao tiếp hiệu quả không chỉ giúp chúng ta tạo dựng được cái mối quan hệ cá nhân mà còn ảnh hưởng lớn tới cái thành công trong cái sự nghiệp, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và sau đây là sẽ một số mẹo mà mình có thể chia sẻ với các bạn giúp các bạn trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn trong mọi cuộc đối thoại. Đó là những cái kinh nghiệm mà sau nhiều năm làm việc với công ty của nước ngoài, công ty đa quốc gia và sống tại Ba Lan thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là tập trung vào ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể là một cái phần không thể thiếu trong giao tiếp hiệu quả. Một cái bắt tay chắc chắn, ánh mắt chân thành và tư thế đứng vững vàng có thể làm tăng độ tin cậy và sự thu hút của bạn. Khi bạn cảm thấy tự tin thì điều này cũng cái thể hiện cử chỉ, lời nói và biểu hiện trên cái khuôn mặt của bạn. Bạn mỉm cười thật tươi và duy trì tiếp xúc. Cái ánh mắt không chỉ cho thấy bạn đang lắng nghe mà có thể thể hiện cái sự quan tâm, tôn trọng đối phương. Có những cái buổi gặp gỡ như là meeting ở công ty hoặc là hội nghị, cũng có thể là buổi gặp thân mật hơn với người quen như là sinh nhật này, tiệc tùng. Nếu người đối diện nói chuyện mà không tiếp xúc bằng cái ánh mắt ấy, thì hoặc là người đó đang lơ đãng trong câu chuyện, không có hứng thú, không tập trung, hoặc là họ chỉ nói một vài câu chào hỏi và muốn rời đi để làm quen với người mang lại cho họ cái lợi ích hơn sau buổi gặp. Nếu là người như vậy thì chúng ta cũng không nên là không cần thiết là tiếp tục cuộc nói chuyện vì nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Thứ hai đó là khéo léo sử dụng khen ngợi. Mọi người thì thường rất thích được khen ngợi đúng không các bạn? Nhưng điều quan trọng là phải khen một cách chân thành từ đáy lòng và phù hợp nữa với hoàn cảnh. Khen ngợi không chỉ là một cái công cụ xã hội mạnh mẽ mà là còn một cái nghệ thuật nữa. Khi khen ngợi, khen một ai đó thì hãy cố gắng đảm bảo rằng nó phù hợp với cái bối cảnh và cụ thể là điều này sẽ làm cho lời khen của bạn có vẻ như là đáng tin cậy hơn. Ví dụ thay vì nói bạn thật tuyệt, bạn có thể nói tôi thực sự ấn tượng với cách bạn trình bày ý tưởng của mình trong cái cuộc họp hôm nay, trong cái buổi diễn văn hôm nay. Cũng có thể là bạn muốn khen người kia có một phong cách ăn mặc đẹp, hợp gu. Cũng không nên nói là ôi đẹp quá, nghe như là đang nịnh nọt. Có thể đổi cách khen như là tôi thấy bộ này khá là đẹp và hợp với cái buổi event như tối nay. Điều tiếp theo đó là phát triển kỹ năng lắng nghe chủ động. Lắng nghe không chỉ là im lặng này khi người khác đang nói một cái câu chuyện nào đó. Đó là một cái hành động chủ động để thực sự là lắng nghe một cách hiệu quả hơn thì bạn cần toàn tâm toàn ý với người đối diện, đặt câu hỏi mở, khuyến khích họ chia sẻ thêm và phản hồi một cách có ý nghĩa. Kỹ năng này là không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về người khác mà còn cho họ thấy rằng bạn quan tâm đến những ai, những cái gì họ nói, từ đó tăng cường cái mối quan hệ. Chẳng hạn là khi đang nói về một đề tài như là AI, bạn có thể không biết nhiều hay chưa cập nhật thông tin mới nhất, thay vào là chỉ chăm chú gật đầu, tỏ ra hiểu biết hoặc là chỉ ngồi nghe mà không lên tiếng này, thì bạn có thể khéo léo gợi ý đổi sang một cái đề tài mà cả hai đều am hiểu thì sẽ có một câu chuyện hấp dẫn hơn. Tiếp theo đó là sử dụng câu chuyện để kết nối. Thì kể chuyện là một cái cách mạnh mẽ để kết nối, kiểu như là telling story với người khác và làm cuộc trò chuyện này thêm phần sinh động hơn. Thì câu chuyện có thể là truyền tải thông tin, chia sẻ cái giá trị và thậm chí là tạo cảm hứng cho người nghe. Khi bạn chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân có liên quan đến cái chủ đề đang được thảo luận vào ngày hôm nay, bạn không chỉ làm phong phú cuộc trò chuyện mà còn có thể thể hiện được cái cá tính và kinh nghiệm sống của mình. Chẳng hạn như là khi đang đề cập đến cái nền phát triển kinh tế của Ấn Độ, bạn có thể nói rằng là bạn đã từng đến Ấn Độ khi còn ngồi ghế nhà trường, khi còn là sinh viên, tham gia các cái hoạt động tình nguyện viên và so sánh giữa tình hình trước đây, nền kinh tế trước đây và thời hiện tại của Ấn Độ ra sao chẳng hạn. Cân bằng giữa sự ấm áp và năng lực nữa, theo những cái hiểu biết từ Vanessa Van Adverse, tác giả của Kiss, những người có sức hút tự nhiên biết cách cân bằng giữa sự ấm áp và năng lực. Hầu hết mọi người thường nghiêng về một trong hai, hoặc được coi là thân thiện nhưng là không quả quyết chẳng hạn.
hoặc có năng lực nhưng lại hơi xa cách, kiểu như là những cái người tài giỏi nổi tiếng trong một cái ngành nghề nào đấy, thì sẽ tạo ra một cái khoảng cách khó gần khiến nhiều người không dám bước tới hỏi chuyện, tiếp xúc vì sợ họ quá giỏi. Đạt được cái sự cân bằng giữa hai đặc điểm này thì có thể là nâng cao cái sức hấp dẫn và có thể giao lưu với bạn. Ví dụ nếu bạn tự nhiên ấm áp, bạn sẽ được nhìn nhận là người đồng cảm và dễ gần, kiểu như empathic ấy, là empathy, làm cho người khác cảm thấy thoải mái xung quanh bạn này. Tuy nhiên, điều quan trọng là cũng phải thể hiện cái được cái năng lực để tránh bị đánh giá thấp là mình thiếu chuyên môn. Ngược lại, nếu bạn chủ yếu thể hiện năng lực của mình là mình giỏi nhất, mặc dù bạn có thể được tôn trọng, bạn có thể cần phải làm mềm mỏng cách tiếp cận để trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người khác, đối với người mà muốn trò chuyện với bạn để tìm hiểu thêm một cái vấn đề nào đó. Khai thác sức mạnh của tên gọi. Một lời khuyên không bao giờ lỗi thời từ cuốn sách của Dale Carnegie trong Đắc Nhân Tâm là sử dụng tên của người khác trong cuộc trò chuyện. Tên của chúng ta gắn liền với cái danh tính của chính mình. Việc nhắc tên người đối diện trong cái cuộc đối thoại ngay lập tức sẽ tạo ra một cái mối liên kết rất là hợp lý và nó có chiều sâu hơn. Đối với những ai khó nhớ tên thì Carnegie đề xuất lặp lại tên 3 lần trong cái cuộc tương tác ban đầu sẽ giúp ghi nhớ. Mình thì mình sống ở Ba Lan, nói chung là ở châu Âu thì phải làm việc ở môi trường đa văn hóa, nên nếu ai nhớ được tên mình hoặc là có ý định chân thành hỏi 1-2 lần để mình đọc lại tên của mình rồi lẩm bẩm theo, vì cái tên Huyền là một cái tên cực kỳ khó đọc đối với người phương Tây. Thường họ chỉ cười và bảo tiếng của mình khó, họ sẽ không nói được, thì mình sẽ rất vui và cởi mở trong cái cuộc nói chuyện với người nào mà thực sự muốn biết tên của mình, vì mình biết là họ không phải chỉ tiếp chuyện một vài lời xã giao mà họ thực sự quan tâm đến mình, và mình sẽ vui vẻ và cởi mở hơn, quan tâm hơn là thú vị. Carnegie cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực sự quan tâm đến người khác thay vì cố gắng trở nên là thật là thú vị. Mọi người thường gắn kết sâu sắc hơn với ai đó thật sự quan tâm đến những cái gì mà ta đang nói. Điều này có thể được thể hiện bằng cách đặt câu hỏi thông minh, lắng nghe tích cực và phản hồi cái sự nhiệt tình của chính mình. Theo kinh nghiệm của bản thân ý, thì cái cuộc đối thoại hoặc là cái vibe, cái chất xúc tác hoặc là hóa học của người mới làm quen mà không hợp với bạn ý, luôn có thể là khéo léo chấm dứt cái câu chuyện và làm quen với người khác. Không nên cố gắng mỉm cười tỏ ra thân thiện nhưng lại khá giả tạo và hời hợt, người đối diện sẽ lập tức nhận ra ngay cái cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Duy trì cuộc đối thoại. Khi cuộc trò chuyện chuyển sang bạn ấy thì hãy sử dụng cái kỹ thuật gọi là duy trì cuộc đối thoại. Kỹ thuật này bao gồm cái cung cấp nhiều chủ đề hoặc là mối liên hệ trong câu trả lời của bạn cho người khác nhiều cơ hội để tiếp tục cái cuộc đối thoại, tiếp tục làm quen. Ví dụ, thay vì chỉ nói tôi đã nghỉ ngơi cuối tuần chấm hết, bạn có thể nói thêm là tôi đã đi bộ đường dài, tôi đã đi dạo công viên, thử một nhà hàng sushi gần đó và bắt đầu một quyển sách thú vị về tâm lý học. Cách tiếp cận này không chỉ giữ cho cuộc trò chuyện này tiếp tục mà còn thể hiện một cái khía cạnh đa dạng của tính cách của bạn, thì người nói chuyện lập tức sẽ hiểu được và cũng cảm nhận được là mình thực sự là muốn tiếp chuyện với họ. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Việc quá hoàn hảo đôi khi có thể tạo ra một cái rào cản, bởi vì là hiệu ứng Bradford cho thấy rằng việc thể hiện một cái mức độ dễ bị tổn thương hoặc là mắc lỗi nhỏ có thể thực sự khiến bạn trở nên dễ mến hơn, miễn là bạn vẫn thể hiện được cái năng lực chung. Nguyên tắc này dạy chúng ta rằng không sao khi thừa nhận khi chúng ta không biết điều gì đó, hoặc là cười trừ khi là chúng ta mắc một cái lỗi nào đó, lỗi nhỏ chẳng hạn. Chẳng hạn như là mỗi khi tiếp chuyện với cái người nước ngoài ấy, thì họ thường hỏi mình là tại sao mình lại nói tiếng Ba Lan giỏi như vậy, sao lại giỏi thế. Mình sẽ không khoe khoang là biết nhiều thứ tiếng, hay là mình thường hay nói là để duy trì ba ngôn ngữ để có thể nói chuyện trôi chảy hàng ngày, ba ngôn ngữ là tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Việt ấy, thì mình đã phải cố gắng rất là nhiều, như là đọc sách, xem phim, nói chuyện với người bản xứ nếu như là có cơ hội, đúng không, và cũng hay mắc lỗi ngữ pháp vân vân và vân vân, mây mây và mây mây. Hiệu ứng Bradford là hiện tượng tâm lý thú vị khi những người được xem là tài năng, hoàn hảo lại trở nên đáng yêu và gần gũi hơn sau khi mắc một cái lỗi nhỏ nào đó. Lỗi lầm này giúp họ bớt đi cái siêu nhân, siêu năng lực và trở nên một cái người bình thường hơn trong mắt mọi người. Và ví dụ điển hình cho cái hiệu ứng này là nữ diễn viên Jennifer Lawrence, được mệnh danh là nữ hoàng Bradford. Dù tài năng xinh đẹp,
Cô thường xuyên vướng vào những cái tình huống hài hước, dở khóc dở cười như là vấp ngã trên thảm đỏ này hay phát ngôn vạ miệng. Tuy nhiên, chính những cái khoảnh khắc này lại khiến khán giả yêu mến cô hơn bởi sự chân thật, gần gũi và không màu mè của mình. Nói về người khác một cách tích cực. Khi nói về người khác ấy, hãy cố gắng nêu bật những cái khía cạnh tích cực về họ. Thực hành này thì không chỉ là phản ánh tốt về cái những cái người mà bạn mô tả mà còn nói về bạn, nâng cao cái hình ảnh của bạn như là một người tử tế và biết tôn trọng. Hãy nhớ là cách bạn nói về người khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách bạn được nhìn nhận. Các bạn cũng có thể xem video dưới phần mô tả là tại sao con người ta thích buôn chuyện và thực chất là buôn chuyện có ảnh hưởng gì và có ảnh hưởng thế nào tới tiến hóa của loài người, và mình sẽ để ở phần mô tả video này mình làm trước đây. Khẳng định cái sự độc đáo của bạn. Khẳng định ở đây là gì? Cuối cùng thì chúng ta cũng khẳng định được những cái kỹ năng này, sở thích độc đáo của chính mình. Dù là một cái sở thích như là đan móc hay là một cái kỹ năng chuyên môn nào đấy thì nghe có vẻ tầm thường với bạn, nhưng mà đối với người khác thì có thể rất là thú vị. Chia sẻ những cái phần này của cuộc sống của bạn cho thấy là cả cái sự tự tin, cái năng lực làm cho bạn trở nên hấp dẫn và đáng nhớ hơn. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm video về lợi thế bất công, Unfair Advantage, mình sẽ để ở phần phía dưới mô tả để các bạn có thể xem video này. Bằng cách áp dụng những cái chiến lược này thì bạn có thể biến đổi các cái tương tác xã hội của mình, làm cho chúng trở nên hấp dẫn và mang lại cái nhiều cái giá trị hơn cho bản thân và cho người mà bạn muốn tương tác. Nhớ rằng là trở nên cuốn hút không phải là thay đổi bản thân bạn, đó là nâng cao cách bạn kết nối với người khác, biến mỗi cuộc trò chuyện thành cơ hội để lại cái dấu ấn tích cực và lâu dài, bền bỉ. Ví dụ nếu bạn đam mê âm nhạc thì hãy chia sẻ sở thích của bạn với cái những người khác và thảo luận với các ban nhạc hoặc là nghệ sĩ yêu thích của bạn, tạo cái dấu ấn với sự kết thúc ấn tượng. Khi mà một cuộc trò chuyện chúng ta bắt đầu thì cũng cần có một cái kết thúc cũng là suôn sẻ, thì cũng quan trọng là cách mà chúng ta bắt đầu một cuộc trò chuyện, đúng không các bạn? Thì chúng ta nên dành thời gian để tổng kết những cái điểm chính hoặc là chia sẻ một cái suy nghĩ cuối cùng có ý nghĩa, có thể giúp bạn để lại cái ấn tượng sâu sắc lâu dài hơn. Ví dụ bạn có thể kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói như là: tôi thực sự thích cuộc trò chuyện của ngày hôm nay và tôi học hỏi được rất là nhiều điều từ bạn, những cái điều mà tôi chưa biết được qua những cái buổi họp trước kia, hoặc là tôi không ngờ tôi có thể gặp được người biết nhiều về văn hóa Ba Lan như vậy tại nơi đây. Rất mong là có thể kết nối và trò chuyện tiếp với bạn. Bằng cách sử dụng các cái chiến lược này thì bạn sẽ không chỉ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác mà còn phát triển được các cái mối quan hệ ý nghĩa lâu dài. Hãy nhớ rằng mỗi cuộc trò chuyện là một cái cơ hội để bạn thể hiện cái sự quan tâm và cái sự tôn trọng của mình đối với người đối diện, đối với người khác, đồng thời cũng là cơ hội để học hỏi, phát triển bản thân. Chúc các bạn có thể thành công trong việc giao tiếp mỗi khi mà các bạn đi một cái sự kiện, hội nghị hay event, hay là có thể là một cuộc trò chuyện với cả những người bạn thân hay là những người trong gia đình. Và chúng ta nên là một người biết lắng nghe, cách nói chuyện rất là duyên dáng và để lại cái ấn tượng sâu sắc hơn cho người đối diện. Và như các bạn biết là hôm nay mình muốn giải thích một chút là mình đương quay phim ở một căn nhà mà mình thuê nhân dịp là mùng 1 tháng 6, thì mình cũng muốn thưởng cho con mình là cuộc đi chơi. Thì như các bạn biết là mình cũng làm video và mình là người sống tối giản, người sống gọi là đơn giản, có chút tối giản, và mình thì thường là rất thích những cái trải nghiệm. Chính vì cái lý do đó mà thay vào tặng những cái món quà vật chất thì mình đã tặng cho con mình một chuyến đi gọi là cách Warsaw khoảng hơn 150 cây để có thể có một cái buổi, có nói chung là có một cái buổi nghỉ ngơi thư giãn với gần với thiên nhiên hơn, để con mình có thể chơi đùa với những động vật mà người ta nuôi ở đây, chăn nuôi ở đây. Và các bạn nếu như có hứng thú thì có thể xem thêm video về mà mình quay cái căn nhà trên cây này. Nếu các bạn muốn ủng hộ thì mình sẽ rất là hạnh phúc, và đó là một cái động lực để mình có thể tiếp tục sáng tạo, tiếp tục ra những cái nội dung và gần gũi hơn. Có thể là các bạn bình luận là nếu như cái video này có cái ý kiến gì đấy khiến các bạn không cảm thấy thoải mái khi xem video, hoặc là các bạn thích cái đề tài nào đó thì các bạn cũng có thể chia sẻ và like cũng như là đăng ký